Rồi. Chào các bạn. Nói lớn lên. Nay mình giới thiệu về deck Blue Eye Invoker. Mình thấy có cây ba trên sân và trên tay bạn cầm Blue Eye, bạn có tôn thờ anh cây ba không? Không, mình không tôn thờ cây ba, mình tôn thờ Blue Eye bạn ơi. À, nghỉ mẹ bạn đi rồi, tiếp đi bạn ơi, quay đi. Rồi. Giờ giới thiệu sơ deck này là sao? Cái combo thì cũng đơn giản, mix giữa Blue Eye với Invoker thôi, không có gì. Ok. Về card thì ba Blue Eye White Dragon. Thì mới kể là nếu bạn xài ba card ba mã khác nhau thì nó sẽ lên tay ít hơn, còn nếu bạn dùng chung mã thì nó sẽ lên tay chung một lúc để các bạn kiếm polymerization làm như cây ba. À, chùm đấy. Rồi, ba Blue Eye Alternative White Dragon. Được, thì, tại sao con này không có ba mã bạn ơi? À, tại vì con này là thật ra nó có ba mã, mã OCG, mã Golre và mã TCG, nhưng mà mình không thích hai cái foil kia. À, hợp lý. Thật sự là con OCG mắc quá. Rồi, hai Dragon Spirit of Wild. Nhiều người khuyên là nên xài một thôi, nhưng mà mình thấy nhiều lúc xài một bạn ra 95 bạn không còn cái gì để đẩy, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhiều khi bạn roll lên hand thì coi như là bạn khỏi xài trứng để gọi con này ra luôn. Cái khả năng dọn peo chắc hàng dưới của nó sẽ bị giảm đi, là mình xài hai. Nếu có lỡ roll lên hai con thì xếp deck thôi. Hợp lý. Ba say with eye of blue. À, mình thấy ba quả thận. Bắt buộc sử dụng ba rồi. Thì combo chung với lại Alistair, normal Alistair at hand say ra là auto ra được một con level 8, có thể là ra được Dragon Spirit of Wild bắn một bên chắc cạc luôn. Ba White Stone of Ancient. À, lại ba quả thận. À, cái này thì giống thận thật. Thì cũng đơn giản thôi, xài chung với lại lập code cho Melody hoặc là cho gì à. Khi fusion bằng invocation thì sử dụng cái này làm nguyên liệu trên hand cũng được, để cuối tuần kéo ra, kéo hàng ra. Một The White Stone of Legend. Deck của mình không sử dụng combo Lillian với lại Lazuli, nên để mình dùng cái card này luôn. Có gì thì đẩy xuống rồi lấy Blue Eye lên luôn. Ok. Ba Alistair. Cái này thì Hot boy của deck rồi. Một card combo. Không cần bàn nhiều về nó và cái bọn kia nữa ha. Một effect VL. Cái này thì xài một thôi, nhiều lúc bạn không có gì thì bạn normal xây ra, bạn lấy con này lên thì vẫn ra, vừa ra được spirit mà vừa có hàng để chống hot tên sau. Deck của mình thì thiên về hướng là dày trap, trap hand, cả hand trap lẫn field trap, nên vậy mình sử dụng cái này và hai maxi. Thì không cần nói nhiều rồi, cái này là combo set down của nhiều deck. Zodiac vừa ra chọi maxi cộng. Rồi về phần đó là hết mừng Monster, về phần spell. Ba Melody of The Waking Dragon. Searcher của deck gọi, cứ resolve xong nó là trên sân có thể sẽ có một con Alternity rất mạnh. Ba Chain. Deck quá nhiều level 8 nên vậy không cần phải bàn về độ hữu dụng của Chain trong deck này, đẩy nhanh tốc độ. Được, tại sao bạn không bỏ thứ gì đó để bạn thêm một lần normal summon nào? Thí dụ tribute lên Blue Eye White Dragon chẳng hạn. À, ý bạn là cái combo của Brilliant với lại con Gemini này đúng không? Gemini. Đúng rồi. Cái này thì rất là mạnh, nhưng mà bị một cái á, là nếu như lên cái, bạn lên cái spell từ đầu trận rất mạnh, nhưng mà càng về lay bạn càng lên spell thì nó sẽ càng đuối. Có combo ra được rất là hay, nhưng mà nó tốn slot quá, tốn thêm một slot extra, 3 slot main deck. Là đó là nếu bạn xài 2 Brilliant với lại một Luxury. Nên thì mình không thích cái combo này lắm, mặc dù là nhiều lúc nó cũng thêm lần normal thì rất là mạnh, nhưng nó sẽ bị nhiều khi hand của bạn không đủ card để ra. Ba Return. Return Dragon Lord thì cái card này broken quá rồi, không cần phải nói nhiều. Đúng, mình đang chờ lên bản nhưng sao chưa thấy nó lên. À, không lên được đâu. Hù. Rồi, về phần invoke, 3 spell. Meltdown, 3 cái field. Được. 1 card đổi 3 card. Normal at Alistair, normal Alistair at invocation. 1 thận ngăn 3 thận ha. Rồi. Thận chính đó nào. 2, đây, invocation. Rồi. Thận chính mấy bạn ơi. Nhiều người thích sử dụng 3 nhưng mà mình thích sử dụng 2 invocation thôi, bởi vì khả năng tái chế của nó rất là lớn và xài kèm chung với lại một Dragon Mirror. Thì Dragon Mirror này cho phép được fusion trong Grave.
nó hữu dụng hơn là con này. Con này thì chỉ có Fusion Invoke Monster thì mới được xài dùng Ray thôi. Cái này thì nhiều lúc mình ra Blue Eye Twin Bust Bust Dam cũng khá là hay. Một Ray Key, cạt lực bài nhiều tình huống. Nhiều thằng chỉ thề mình gì mình bóc cạn này lắm rồi. Không nói nhiều. Rồi, về phần cáp, một Solemn Warning, hai Solemn Cry. Combo chúa. Vì thường thì deck Blue Eye Invoke thiên về hướng đánh tấn công nên vậy không dùng hàng thủ phiêu cáp. Nhưng mà mình thấy là sau nhiều lần test thì mình thấy là nếu như vậy thì cái phiêu của bạn rất dễ bị lật. Nếu sử dụng chỉ có Mecha 3 để thủ thôi thì rất dễ bị lật, vì vậy mình phải thêm rất nhiều thêm cáp vào. Thì hai Solemn Warning, một Solemn Warning, hai Solemn Cry, một Dimensional Barrier và một Vanity Emptiness. Đó là toàn bộ dàn cáp của mình. Rồi, phần extra. Phần extra, một Blue Eye Twin Bust Dragon. Cạc này là cạc yêu thích nên nhét vào thôi, không có lý do cụ thể gì. Hai Mecha 3, thật ra là nếu có khả năng thì nên xài 3, nhưng mà mình chỉ hiện tại chỉ kiếm được 2 thôi. Và mình cũng không còn nhiều slot extra để nhét nó vào. Một con Megale. Nói chung là con hệ đất á. Thì với thời đại mà Zodiac như vậy thì con này rất broken. Bả ti invocation, bạn banish một chuột của off đi ra được một con răng, một con level 8. Nếu anh Sơn có một level 8 nữa thì bạn có thể dễ dàng lên được 95 luôn. Còn không thì ít nhất cũng ra được những con EZ răng 8, thì bọn EZ răng 8 khá mạnh. Một Raijin. Con này thì trong deck không có win để ra nên vậy con này là chỉ trong trường các tình huống, chỉ trong trường hợp mà bạn đánh với lại những cái deck mà off có win thì bạn ra con này. Ngoài ra còn một cách nữa là bạn có thể nhét instant fusion vào deck để ra Arty bay 1000 lên nó xong tự ép từ chỉ mặt up nó xuống để giữ được tới tên sau, nhưng mà thường thì tên sau là off sẽ cho bạn đi luôn. Cũng không biết. Hai Blue Eye Spirit Dragon thì các combo của deck để combo chung với lại một Azure AI và một Moonlight. Thì cái combo này ai đánh Blue Eye thì cũng biết rồi, thôi chắc mình không nói nhiều về phần này. Rồi về phần bóng extra thì có number 62 Full Armor, number 95 combo lên thì cứ đẩy lên thôi. Lên 62 lên Armor bắn ục cạn, xong lên 95 send 3 dragon khác tên. Combo căn bản. Các tình huống. Một number 38. Một Fail Run. Con này thì khá là rất gần, nhiều lúc mà bạn có thể này gây ép của off và bạn có thể cho một quái, một con monster sân mình in effect bởi cả effect khá là mạnh, nhưng mà dĩ nhiên là con đó cũng mất ép luôn, nên vậy thì nếu bạn có Zuliak thì trên sân mình thì tốt nhất đừng ra con này bằng cách nào đó, nếu tắt tim hay gì đó, đúng không? Rồi number 23, đây là một cạc khá là mạnh mà mình thấy là người ta không sử dụng nhiều. Đánh khả năng đánh direct này gây bất cứ gì acti đầu tiên trong tên, nhưng mà lưu ý là cái nó này gây của mình luôn nên lên con này phải cẩn thận. Nhưng mà nhiều lúc bạn deal được dam rồi thì bạn lên con này deal thêm 2000 nữa và không chết thì cũng lặt lè, mà vừa deal dam xong là bạn bị coi được một face up monster warp luôn. Rồi đó là về deck của mình. Cho mình hỏi con number 23 tại sao bạn lại xài, trong khi nhiều người bảo thì effect của nó rất là thụ động, bởi vì off có thể nhử được nó. Đúng, off có thể nhử được nó là đúng, nhưng mà đây là cái tình huống, tùy tình huống của bạn ra thôi. Nếu như mà off cơ bạn ra được thì ít nhất bạn cũng nhử được nó một cái, càng về cuối trận con này càng mạnh bạn. Lúc đó off đã hết tài nguyên rồi, bạn nhử được một lần của off rồi sau đó bạn có thể còn vẫn còn Mecha 3 trên sân thì nó tạo thành một cái combo cực kỳ khó chịu luôn. Nếu như bây giờ bạn off acti cái gì đó đi thì phải off mất một cạc rồi còn một con này nữa, thì off sẽ phải suy nghĩ coi phải làm như thế nào qua cái thế này. Con này thì start của nó cũng không cao quá nên vậy nếu như không dụ được lần acti của off thì mình cũng có thể dụ được một lần tấn công. Off có thể ra những con công trên 2000 đánh chết nó trước rồi sau đó mới tìm cách mà acti cạc thì mình coi như sống được qua một tên.
thì rồi. Mình thấy con này rất là hay, không có gì. Sau khi quay decklist của bạn thì mình thấy deck của bạn khá là chiếu chiếu về mọi mặt. Bạn có thể giới thiệu sơ về cái số thận bạn đã bỏ cho deck không ạ? Deck này thì mình thích, tại mình thích chơi theo tiêu chí là full foil, tức là mọi card trong deck đều phải là card foil, đều có rare từ super trở lên, nên một số card mình khá là tốn tiền như là Dragon Mirror với Raiki. Thì bọn này thì cũng khá là mắc, tại con Raiki này cũng là mã LOB super gì ra Dragon Mirror super. Tổng giá trị của deck thì mình không rõ lắm, nhưng mà thành chứ lần trước mình có người nói mình là deck mình tầm 700 đô, tức là cỡ 15 triệu Việt Nam đồng. Mình cảm thấy một số lượng thận rất lớn đang bay đi. Đây quả là một niềm đam mê đáng kể với một deck full chiếu chiếu. Và mình hứa sau này có gì mình sẽ cho nó biến mất khoảng chừng nửa deck thôi. Cảm ơn bạn đã chia sẻ deck. Hẹn gặp các bạn lần sau với một deck nào đó mạnh hơn deck này. Tại mình thấy deck này ngu quá.